Đây là dự án siêu khủng khu đô thị Đa Phước tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nhìn từ bản đồ vệ tinh. Dự án này được ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, góp vốn triển khai và đang bị thanh tra chính phủ, Bộ Công an làm rõ một số dấu hiệu sai phạm. Khu đô thị này do công ty trách nhiệm hữu hạn The Sunrise Bay đầu tư với tổng mức trong giai đoạn 1 là hơn 4.400 tỷ đồng. Công ty này được thành lập bởi sự góp vốn của công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 do ông Phan Văn Anh Vũ làm chủ tịch hội đồng quản trị với một công ty có tiếng về bất động sản. Năm 2017, dự án này liên tục dính líu đến các nghi án như dùng cát được hút trộm từ vùng biển Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam và làm giả quyết định của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam để hợp thức hóa nguồn gốc cát sử dụng để san lấp mặt bằng. Trong năm 2017, dự án đã bị thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng lập biên bản ngừng thi công xây dựng vì chủ đầu tư đào đất làm mương thoát nước khi chưa hoàn thành các thủ tục về đánh giá tác động môi trường. Như Thanh Niên đã thông tin, vào chiều tối ngày 21 tháng 12, lực lượng chức năng đã phong tỏa nhà riêng của ông Phan Văn Anh Vũ tại số 82 Trần Quốc Toản, thành phố Đà Nẵng để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ.